Là rất cỏ với chúng nó kìa. Hey, Hana và ba con của Hana. Hôm nay một tháng rồi. Cho nó tì một tí này, cho nó no rồi. Chuồng ra bên ngoài cho nên là mẹ đứng cho con ti chứ không có nằm như ở trong chuồng. Ngã lăn yên yên để cho con nó ti. Cho nó núp hết ở bên kia rồi. Đã kiểm tra răng lợi và chân cẳng của chúng nó đều rất là ok. Đấy, yên cho chúng nó chơi đấy. Ở yên đấy thôi. Yên đấy cho con nó chơi. Hana ngồi xuống đây đi, nằm xuống đây đi. Nằm xuống. Đây là em được. Được kìa. Thôi Hana ơi. Được thứ hai nè. Mẹ cứ phải bám ra. Gái đâu rồi? Đã khoan đã nào, tí nữa rồi tí. Để anh nhỏ xem mặt tí. Hana yên để soi con tí nào. Hana này, xích cái mông ra nào. Đúng rồi. Yên nào. Đây buổi ra ngoài chơi đầu tiên nào, mà nhà ra đấy chơi nào. Gọi con đấy. Bắt đầu nghịch. Rau cỏ. Ra rất cỏ với chúng nó kìa. Em ra đây rất cỏ với chúng nó này.
Nằm ra này, yên cho con nó chơi nè. Thôi kiếm ăn gì nữa, ra đây chơi, ra đây rứt cỏ chứ không có ra đây để kiếm ăn. Đúng rồi, nằm đấy chơi này, rứt cỏ gấu mà ăn. Rồi nào Hana. Hey. Hey. Ra gọi con vào đây. Hana ra gọi con vào đây nào. Gọi con vào đây. À, lực của chúng nó hôm nay là sẽ tẩy run này. Hôm nay tẩy run. Đi vào đây nào. Hey. Xong cho nó hạt ngâm rồi. Này là thích ăn lắm rồi. Mặt này đoán là con trai hay con gái? Một gái đấy. Nhầm rồi, con dai đấy. Gái đây, gái vào cái đàn này thì nhìn lại chả khác gì con dai. Em là đàn ông, xin lỗi em. Sợ lại thấy cái chim. Đại ca, chào đại ca. Đại ca dọa ai hả? Sạch nên tẩy run muộn. Ngày hôm nay mới tẩy run. Con gái đi. Dài bên cạnh. Dài đằng sau. Ha. Mm-hmm.
脚或者挂格子。